Dự báo thời tiết 16 tháng 3, tin không khí lạnh mới nhất và thời tiết 3 ngày tới, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, ngày 15 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Dự báo, trưa và chiều nay, ngày 15 tháng 3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở các tỉnh ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, 3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét. Ngày hôm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dưới đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3. Khu vực Hà Nội, đêm 15 tháng 3 có mưa. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3, Hà Nội có mưa rào và rải rác dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 18 tháng 3, có mưa rải rác vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ trong 3 ngày tới, thấp nhất là 19 độ, cao nhất là 24 độ. Các tỉnh Bắc Bộ, từ đêm 15 đến ngày 18 tháng 3, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 15 phía Đông Nam, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 17 đến ngày 18, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Riêng các tỉnh miền núi, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Khu vực Trung Bộ, từ đêm 15 tháng 3, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 16 tháng 3, phía Nam khả năng có mưa rải rác. Các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 15 đến ngày 18 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất từ 17 đến 19 độ, riêng Đà Lạt có nền nhiệt thấp nhất từ 12 đến 13 độ. Khu vực Nam Bộ, từ đêm 15 đến ngày 24, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Riêng khu Tây Bắc 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời rét, độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam có nơi 26-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Bắc cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 55-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ C.
Tây Nguyên. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°, có nơi trên 33°C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22°C. Dự báo thời tiết biển, đêm 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2019. Áp cao lạnh lục địa tăng cường, gây ra trường gió đông bắc trung bình đến mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.